Có người follow không anh? Em muốn nhiều, em muốn nhiều, em muốn 100.000 người follow em trong vòng một tuần anh cũng làm được cho em. Nhưng mà cái follow đâu? Nhưng mà cái follow đó ảo. Đúng rồi, để làm gì? Là người thiệt đúng không? Cái follow ảo đó nó sẽ kéo cái người follow thật. Đó là một cái chiến dịch của các quảng cáo. Đúng rồi, bây giờ nó thiệt 100.000 người làm không tăng được một ngày nhưng mà chia ra 10 ngày. Được. Tại vì người ta vô người ta thấy mình đúng rồi. Cái lượt mình nó cao quá. Anh thì nói ta, chung là người ta tìm tòi người ta vô chậm người ta follow mình thành thiệt phải không? Bây giờ thực sự là em có tên nè rồi là hình em quay bằng đẹp thiệt nè, em có sản phẩm tốt nè. Nhưng mà tại vì người ta nhìn cái chưa có tin tưởng, nói chung là chưa tin tưởng á. Cút ở dưới không ai thấy em á. Không có không tin tưởng á. Chỉ có là nên cút bên này á để cho muốn gì follow á là gì? Nó được chứ? Nè, đây nè, nó đang nhắn tin cho em nè. Nó nói 10.000 follow nè. Giá là 270 đô. Bớt dữ luôn á, 10 đồng. Cả hai cái. Cái này tự Việt Nam. Không, mua Việt Nam. Mà nói chung là anh không có trust cái đó. Không có believe in. Chả hiểu nó nhiều khi nó làm ảnh hưởng nhà cao của mình luôn á. Nó đòi phải có mình phải cho nó cái gì giống như là cái thông tin như cái tài khoản mình đó không? Không có. Em chỉ cần cho nó có bởi cái thằng nào nó đòi thì cứ làm cái thằng đó là mất đó chết. Anh không quậy đó. Không, bữa nó nói em là nó chỉ cần cái gì hết à. Cần tiền thôi. Còn cả thế giới là để cho nó lo. Đâu nó còn cái account của Instagram chứ. Cái email của mình bông có bướm chứ sao phụ nữ người ta phải thích hộp thích hộp với lại thích trái phụ nữ thích nhất là hộp ha hộp với trái với cây nữa cây hai chỉ anh thích đẹp put it in anh cứ cầm cho cái sở thích của phụ nữ người ta nha. Phụ nữ đi thích đẹp nói chung là vậy đây hộp của chị okay. Này coi lại được em. À, danh lưu em, coi lại được cái này Chrome mình chưa đánh thử cái này bao giờ. Mình đánh thử cái này nha. Unicorn. Này cũng hình, này anh chưa thử, anh chưa biết nhưng mà ở nhà anh đánh cái bảy màu lên đẹp lắm. Cái bảy màu sao em đánh nó lên nó nhiều quá nó cover hả? Nó bị mất cái đi cái màu ở dưới. Phải biết cách đánh, một chút xíu thôi, lấy một chút xíu xíu thôi đánh. Chứ không hao nhiều là nó che luôn cái màu dưới luôn. Che luôn màu dưới tại bữa họp. Đúng rồi. Em làm cũng ông Ray mà mấy màu với anh vậy đó, đánh sao rồi không thấy màu nữa. Lấy cỏ nó thương mày. Này không biết phải bảy màu. Nói chung là này thì không phải bảy màu rồi, nhưng mà mình sẽ đánh thử nha. Anh nói còn thư em. Nè, em lấy một chút xíu cho em đánh nè. Ồ. Ai biết là anh chấm nguyên nồi em để thôi. Vậy em đã biết chưa? Dạ, cảm ơn anh. Em quay ai giữ cái quay ta. Cái này cũng đẹp. Ủa, cái quay. Cái này. Máy màu này là sơn lì. Hồi nãy anh không em. Làm cái màu trắng này xuống máy. Cái máy màu này là mình sơn bóng chứ. Sơn bóng mình mới đánh rôm được chứ. Rồi ok nè. Quay hả? Nè. À, như bầu dưới đó. Quay cái hũ hồi nãy em quậy hết trơn. Cục cưng của anh, ngồi yên giùm anh cái cục cưng của anh. Thank you. Kêu nhẹ nhẹ vậy thôi ha. Đúng rồi, em kêu kêu, em phải thảy lạ ra. Kêu kêu nó hơi phải không? Chứ mà nó lắm nhiều quá. Em nghe thảy lạ ra. Ồ, ngồi đây hả? Ngồi ghế đó đi thấp quá. Mày nó không đẹp bằng bảy màu. Mình chậm thôi nha. Chứ mình không có đè nha. Đó, mình chậm vậy thôi cho nó lợt bớt ra. Rồi mình mới miết xuống dùng một cái ngón tay khác miết xuống. Thì nó mới không có lấp cái màu ở dưới của em chúng thôi mất hết. Hả? Biết cái bia hả thêm? Phân phải không? Bia phân phải không? Mình là phê luôn á. Bia phân biết chơi. Em biết đánh bia lỗ mà. Bia phân lỗ phân okay. Phân khó quá. Em canh một trái, trúng một trái, trái hai nó không chạy trúng. Đâu có cái lỗ thục nữa thôi.
Thì bia lỗ cái vậy lắm, bia phân mà phân từ cái này chắc chúng cái kia nó khó. Này bảy màu lên nó sẽ nổi hơn, mà rất tiếc không có bảy màu. Cũng đẹp á anh. Tiếc không có bảy màu nên ta đánh về đỡ ghiền nha quý vị. Nếu mà đánh về mình chơi mình đánh hết luôn đi chứ. Ờ cái này nó không đẹp lắm. Nó không bị lấp nè. Ủa còn lại đây. Lại tập 2. Vâng, sau đây là tập 2 của đài truyền hình phát thanh Bình Dương nha các bạn. Nãy là mình double sau khi mình sửa xong, chỉnh sửa cái xếp xong bây giờ mình nè, live tập 2. Cũng hay, thấy không? Cũng lạ. Cũng đẹp á. Ừ, cũng nói chung cũng được. Anh ơi, cũng lạ ha, màu pearl. Chỉ có thể ra đây thôi. Đánh hết luôn, chứ còn nếu mà đánh mà holographic á, đánh dưới đầu mông. Ôi, đánh cơm mà cái bàn nó giúp khiếp cục khịch. Đúng rồi, ồ. Khịch cục khịch. À, mấy cái à. Nè. Chà cơm. Cái top á, anh chị em chi sồ đó không có bị đánh rơm á, tuyệt đối đặc biệt nha. Nếu mà top chi sồ đánh rơm á, bỏ một lần top thôi, không cần phải hai lần nha. Dạ, không cần phải hai lần, nhiều khi hai lần đâm ra nó bị mất cái shape của mình. Chơi một lần thôi là nó bóng như trái bong bóng. Thì nói chung mình làm sao mà khách không cầm lên là mừng rồi em. Cho mình làm một bộ neo 80 đồng là được 1.6 triệu thì Việt Nam ăn được mười mấy con bún bò đó nha. 80 đồng bây giờ đến hả? 1.8 triệu lận. 100.000 tô phải 18 tô hả? Tiền tiếp chứ. Tiền tiếp nữa. Ta ở Sài Gòn người ta tính giá Sài Gòn đây đâu mà tính. Anh ở quê. Ở dưới quê mới lên. Tôi Sài Gòn nó mắc là tự nhiên. Tiền mặt bằng ta mắc. Ở dưới quê mới lên em ơi. Quê mới lên. Quê mới lên em không. Wow, cái mọc rồi mình đang đánh xuống hả? Mấy anh được sư phụ đi dẫn đi ăn phở chân dài chưa? Chưa. Phở chân dài đâu được đi ăn chung, ăn mình à. Thì mấy anh đi ăn phở chân dài đi, tụi em đi ăn phở này được. Trong Trần gọi. Phở chân dài ăn nhiều người cũng mất vui á. Cô chia ra được xíu à. Ok, đút vô máy nha. Anh làm nguyên bàn mà anh không rung, cái này mới có 4 món à. Bây giờ mình sẽ để xong để show cho anh chị em ha. Đây những cái màu mà mình làm như màu nãy đây. OM 85B nha. Solid 102. Hôm qua chơi nó tới 2 giờ đúng không? 2 giờ mà mấy anh còn phải. Hôm qua anh ngủ sớm mà. Em với chị này về hả? Hồi 8 đến 4 giờ. OM 88 à. Người nhỏ nam dân nhỏ. OM 87 B, màu này màu mới đẹp lắm. Lâu lâu sướng lắm. Thành phố chơi gặp mấy anh nó chơi hết mình chứ. Chơi là chơi không kể về chứ. Lúc chơi hết mình, lúc về hết tiền. Sao lịch 113 nha. Đã nó đi chơi mà nhìn đồng hồ là không có chơi. Nè, màu sao lịch 113 này phải nói là xuất sắc nha. Cái sọt que mới thì ít nhất là 20%. Cái sọt que đó nha, nó cái sọt que. Ta đang live stream. Đó, sao lịch 113 nha các bạn. Là mình show cho anh chị em. Nhìn nó nhạt thiệt nhưng mà mình đắp lên cái nó phu cái màu luôn. Hả? 113 nha. Anh yêu em, anh dắt em vô lầu 3. Vô lầu 3 anh sẽ cười, anh và em cười ha ha. Là con số 113. Đó. OM 7B ai đắp cũng mê. Cái màu xanh mà glow 1 nó đắp đẹp lắm nha. Nha. Đó, rồi bây giờ mình show cho anh chị em coi. Đằng nào cũng đúng rồi. Thấy sếp không? Yeah. Hello Johnny. Johnny. Yes, Papa.
Thấy chưa? À, cho các bạn coi cái mu nha. Thấy cái mu không? Mu cong không? Nào đây, kéo ra. À, bàn tay đẹp, thậm chí mà người mẫu bàn tay cũng đẹp nữa. Người mẫu này cầm tiền ít lắm nha quý vị. Bằng, anh phải nói là bàn tay chữ U. Mà cầm tiền chữ U cho nổi hả? Cầm tiền thì ít. Cầm tiền xu thì nhiều. Cầm đồng xu thì nhiều. À. Quỷ sứ là ghét dễ sợ nha. Model đẹp nha anh, đúng rồi, nail, thấy không, nail model đẹp nha, nè cho. Rồi, thank you cho này nha. Thế rồi bây giờ mình sẽ cắt cái live stream, mình sẽ cắt cái móng này đi ha. Và mình sẽ làm thêm bộ khác nó lồng lộn hơn nữa. Ok, các bạn và anh chị em, rồi, thank you.